Một phần diện tích ven bờ đầm Ô Loan nằm ở địa phận xã An Hòa Hải đã có thêm những loại cây trồng mới: bần chua, đước và dừa nước. Sau 2 tháng, các loại cây ngập mặn được trồng xuống phát triển khá tốt. Người dân trong vùng kỳ vọng hệ sinh thái trên đầm Ô Loan sẽ phục hồi như nhiều năm trước, khi mà cây ngập mặn được trồng trên diện tích khá lớn ở đây. Trồng cây đây ngập mặn này là coi như có, coi như phát triển giống như ngày xưa trở lại, bà con coi đánh bắt lên khu đầm đây lại. Sẽ có 50 hectare rừng với các giống cây ngập mặn được trồng trên đầm Ô Loan của tỉnh Phú Yên. Đây là quyết tâm của tỉnh này trong việc phục hồi hệ sinh thái ở thắng cảnh cấp quốc gia đầm Ô Loan. Đến nay đã có 17 hectare được trồng ở 3 xã quen đầm. Hàng rào bảo vệ rừng ngập mặn với chiều dài hơn 10 km cũng đã được xây dựng nhằm hạn chế sự tác động của con người. Hiện tại các thông số kỹ thuật, tốc độ phát triển của các loại cây đều được ghi chép và lưu giữ cẩn thận. Dự kiến thì khoảng 2 năm thì cây sẽ rừng ngập mặn bắt đầu sẽ có chức năng phát triển, là nó sẽ là khu vực bãi đẻ cho các loài thủy hải sản. Đến sau khoảng 4 năm trồng thì rừng sẽ khép tán. Kêu gọi các nhà đầu tư về cái xã hội hóa trong cái công tác trồng rừng ngập mặn. Cái thứ hai nữa là cái mua cây giống để mà phân phát cho dân, để mà tham gia vào trồng rừng. Như vậy, với 50 hectare rừng ngập mặn được trồng trên đầm Ô Loan sẽ không chỉ tạo cảnh quan, cải thiện môi trường mà còn hạn chế sự tác động tiêu cực cho nước biển dân, cũng như tạo sinh kế cho người dân, phát triển kinh tế theo hướng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn bền vững trên đồng.